tội ác giận người của sát nhân cúng cơm người tình 3 ngày ba đêm trong nhà nghỉ rẻ tiền. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiêu sự tử tù giang hồ người nổi tiếng ra tay đoạt mạng người tình vì lời thách thức. Chỉ hai nhát ghế tình trẻ đã bỏ mạng. Tên sát nhân này không những không sợ hãi mà còn mua hương hoa cúng người tình 3 ngày ba đêm tại nhà nghỉ rẻ tiền mới chịu rời đi. Đó là câu chuyện vụ án liên quan đến Đoàn Văn Phan, tên diễn viên nghiệp dư khóc mếu máo nói. Tôi yêu vợ tôi lắm, Tôi thương vợ tôi lắm khi bị công an bắt. Phải mất rất nhiều thời gian, cơ quan cảnh sát điều tra mới thuyết phục được hắn ra đầu thú. Nhưng cái cách trả lời lươn lẹo bao biện cho tội ác của hắn khiến người ta không khỏi ghê tởm. Nơi kể băng hoang của ba chủ nhà nghỉ. Vụ án xảy ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2014 tại nhà nghỉ Hoàng Việt địa chỉ thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng 201 mà khách thuê từ ngày 6 tháng 9 do thấy có nhiều biểu hiện bất thường của vị khách nam, anh Việt đã nôn thốc nôn tháo sau khi cánh cửa được mở ra, mùi tử khí nồng nặc bao phủ khắp nơi. Bên cạnh nạn nhân có nhiều gói bánh kẹo vàng hương, cơm cúng được đặt ngay ngắn trên giường. Nạn nhân là chị Tuyết. Sau điều tra nạn nhân được xác định có lý lịch như sau. Tên thật Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1977, quê quán xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân nằm và tử vong trên giường, trên người phủ một tấm chăn mỏng. Những vết huyết đỏ đã khô, ngả màu nâu thẫm, đầy trên ga trải giường. Anh Việt cho biết sáng ngày 6 tháng 9, chị Tuyết cùng bạn trai là đoàn văn phan đến thuê phòng nghỉ. Vì hai người là khách quen nên anh Việt chỉ vào sổ rồi trả lại chứng minh nhân dân cho Việt. Từ lúc thuê phòng cho tới khi vụ việc được phát hiện, nhân viên trong nhà nghỉ vẫn thấy Phan đi đi về về. Có lúc còn mua cả đồ ăn mang vào phòng, khi lên phòng không thấy tuyết xuống, chủ nhà nghỉ dục đổi phòng để thay chăn ga thì Phan bảo không cần thay, cứ để đấy. Khi bảo tuyết xuống dưới nhà ăn hoa quả thì Phan bảo không xuống được vì sợ bị phát hiện. Hơn nữa, thấy Phan thường xuyên qua lại mua cơm, khi thì bánh bim bim nên chủ nhà nghỉ cũng không có nghi ngờ gì. Lần cuối cùng Phan xuất hiện tại nhà nghỉ là chiều ngày 8 tháng 9. Phan còn gọi điện cho chủ nhà nghỉ để thăm dò tình hình nhưng khi đó chủ nhà nghỉ chưa phát hiện tuyết trong phòng hay chưa. Sau đó, vợ chồng anh Việt không thấy Phan quay lại nữa. Ngày 9 tháng 9, Phan gọi cho anh Việt nói đến tối sẽ quay lại vì đã mang xe của chị Tuyết đi đánh bạc nên đang thu xếp tiền nong để lấy xe về. Như vậy, ba ngày ba đêm, Phan đã cúng cơm cho người tình trong nhà nghỉ bình dân. Từ kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu nhận định, nạn nhân bị sát hại vào ngày 6 tháng 9 bởi kết quả khám nghiệm cho thấy trong dạ dày của nạn nhân chỉ có cơm. Bát bún và hai hộp bánh được đặt như ban thờ cúng cơm ngay tại hiện trường. Hơn nữa kể từ khi đưa nạn nhân vào nhà nghỉ từ ngày 6 tháng 9 đến khi phát hiện ra nạn nhân tử vong, đối tượng Đoàn Văn Phan không hề ngủ ở đó một tối nào với người tình. Việc đối tượng đến nhà nghỉ vài tiếng để rồi lại đi có lẽ đối tượng đang đợi thời cơ để tìm cách phi tang nạn nhân nhưng bất thành. Tìm hiểu thông tin từ gia đình nạn nhân cũng như gia đình đoàn Văn Phan, phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin về lý lịch tên này như sau. Tên thật đoàn Văn Phan sinh năm 1977, quê quán xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Khám xét nhà riêng của Phan, công an phát hiện một túi sách nữ giới bên trong có chứa nhiều đồ dùng cá nhân, kèm theo giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Tuyết và một số đồ dùng cá nhân khác. Chứng minh thư của nạn nhân được Phan đặt trang trọng giữa nhà như kiểu người ta để thờ cúng. Ông Đoàn Văn Thà, trưởng thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài cho biết, bố Phan có tiền sử thần kinh nhưng vẫn kéo xe để kiếm sống. Trước đây Phan đi lái tàu thuê nhưng do có hành vi trộm, nhiên liệu nên đã bị xử án tù. Phan lấy vợ cùng làng sinh được hai người con. Cách đây một năm vợ chồng ly dị do Phan nảy sinh tình cảm với Tuyết và hay dùng nắm đấm nói chuyện với vợ. Cách thời điểm gây án một năm, từ khi Phan gặp và nảy sinh tình cảm với chị Tuyết, tình cảm vợ chồng trở nên mâu thuẫn và dạn nứt. Hiện hai vợ chồng đã ly dị. Phan đã nói gia đình sang nhà Tuyết nói chuyện cưới xin nhưng gia đình Tuyết không đồng ý. Cuối cùng trong tay Phan không còn thứ gì vì sổ đất chia tài sản của gia đình cũng đã bị đem đi cắm. Theo điều tra, sáng ngày 6 tháng 9, chị Tuyết xin phép bố mẹ đi với Phan. Vì không đồng ý cho Tuyết quan hệ với đối tượng này nên bố mẹ chị Tuyết đã ngăn cản nhưng cuối cùng chị Tuyết vẫn lấy xe đến gặp Phan. Theo gia đình chị Tuyết thì khi đi chị Tuyết có mang theo 40 triệu đồng. Còn gia đình đoàn văn Phan cung cấp, Phan đã bỏ nhà đi từ đêm 9 tháng 9, không nói cho mọi người biết là đi đâu. Một người cậu ruột của Phan là ông Trịnh Đắc Hoạt cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, Phan đã gọi điện cho ông, nói tội của cháu không gỡ được rồi. Căn cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đoàn văn Phan. Đòi về thắp hương trong đám tàng Khi đã xác định được Chính xác đoàn văn Phan là thủ phạm ra tay đoạt mạng chị tuyết. Đích thân, một đồng chí lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh đã gọi điện cho Phan để vận động thuyết phục, cảm hóa đối tượng. Tuy nhiên, hắn không những không chấp hành mà còn dạy yêu sách trong gần 70 tin nhắn. Đe dọa sẽ khống chế người lái taxi đang chở mình rồi cho nổ mìn để chết cả lũ. Tuy đã được cơ quan điều tra thuyết phục ra đầu thú, đối tượng đoàn văn phan vẫn ngoan cố và liên tục gọi điện nhắn tin yêu cầu lực lượng công an đảm bảo an toàn cho mình trên đường về đám tang nạn nhân để thắp hương cho người xấu số mà hắn luôn miệng gọi là vợ. Nếu cơ quan công an không đáp ứng, hắn sẽ dùng mình tự tạo để tiếp tục gây án. Hồi đó, đồng chí Trần Viết Soái vẫn mang hàm trung tá là phó trưởng công an huyện Lương Tài cho biết khi gọi điện vào số máy phan hay dùng để gọi cho vợ cũ, có tín hiệu nhưng phan không trả lời. Khi tôi nhắn tin thì Phan nhắn lại. Những tin nhắn qua lại, đối tượng Phan nói rằng đang có hai kíp mìn cùng thuốc nổ sẽ tự thủ với số vũ khí trên nếu lực lượng công an truy bắt sẽ cho nổ. Có lúc Phan lại nói rằng hắn đang trên một chiếc taxi nếu thấy lực lượng công an sẽ tự sát cùng với lái xe. Có lúc hắn lại đòi được về thắp hương cho chị Tuyết lần cuối cùng hoặc nhờ phó công an huyện đến thắp cho vợ hắn một nén hương, thậm chí là gây nổ ở đám tàng chị Tuyết để trả thù cuộc thương thuyết khiến đối tượng phản xả lưới. Có thể thấy đối tượng này rất manh động, liều lĩnh nhưng lại cực kỳ xảo trá và luôn biện minh cho hành động đoạt mạng người của mình là do cả hai tự nguyện. Một số tin nhắn có nội dung dọa dẫm để đòi yêu sách như Một đầu dây cầu em đã nối sẵn với đầu dây kia, lúc nào em cũng cầm ở tay bốn quả pin này để kích nổ. Vì ngày xưa em từng làm thợ nổ mìn. Qua tin nhắn khác, fan lại kể lể để được giảm bớt tội. Chúng em đã cùng hứa với nhau là lúc mất sẽ cùng nhau hỏa táng. Tuy không được ở gần nhau nhưng chúng em vĩnh viễn có nhau. Có lúc hắn như van nài, em không cần cơ hội đâu, em không ra đi được với vợ em là điều vợ em đang trách em. Em đã uống quá nhiều thuốc trừ sâu nhưng không thành. Chiều mai mộ vợ em yên ả, à, em sẽ về tháp hương và đi ngay tại đấy. Em chỉ xin các anh cho em tháp hương xong là em đi, đừng bắt em khi em chưa kịp tháp hương. Tuy nhiên cơ quan điều tra vừa thuyết phục không để đối tượng manh động, vừa áp dụng các biện pháp triển khai lực lượng để bắt gọn đối tượng, bảo đảm an toàn trong đêm ngày 10 tháng 9 năm 2014, nhận được thông tin hắn đang ở khu vực xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh đã ngay lập tức lên đường bao vây phối hợp với PC45 công an tỉnh Hải Dương, công an huyện Nam Sách, công an xã An Lâm tiến hành rà soát toàn bộ khu vực nhà nghỉ, phòng trọ, các điểm công cộng như trường học, nghĩa trang. Đồng chí Trần Viết Soái kể lại rằng, đối tượng Phan có tâm lý diễn biến bất thường của tội phạm. Trong suốt quá trình liên lạc với công an, đối tượng Phan luôn đòi hỏi ra yêu sách được về đám tang để thắp hương cho người yêu mà Phan đã sát hại, nếu không sẽ kích mì nổ. Đồng chí Soái nói, một mặt đấu tranh vận động Phan ra đầu thú, mặt khác lên phương án bảo đảm an toàn cho quần chúng nhân dân. Ngay cả tang lễ của nạn nhân, mọi người cũng phải sơ tán để đề phòng trường hợp đưa Phan về thắp hương nạn nhân kích động. Sau 50 đến 70 tin nhắn và nhiều cuộc điện thoại đấu tranh tâm lý, Phan mới đồng ý đầu thú với điều kiện phải có em trai ở hiện trường. Sau khi bị bắt, đối tượng này mới tiết lộ chỉ đem mìn ra để dọa chứ thực ra đối tượng không có mìn. Nhưng phương án bảo đảm an toàn cho người dân là cần thiết. Đến 8 giờ ngày 11 tháng 9, phát hiện Phan đang có mặt trong nhà nghỉ Đăng Khoa thuộc xã An Lâm. Lực lượng truy bắt đã nhanh chóng lên kế hoạch bắt giữ. Điện ở trong nhà nghỉ đã bị cắt để tránh không cho đối tượng đồng quy vô tận với nạn nhân. Hơn nữa, nếu không có điện, hắn phải mở cửa vì không chịu được nóng. Hàng chục cán bộ chiến sĩ được lệnh áp sát phòng nghỉ, sẵn sàng làm nhiệm vụ đánh bắt bất ngờ. Song song với kế hoạch này, người em trai của Phan cũng được thuyết phục để vận động anh trai mở cửa trình diện. Kiên trì chờ đợi đến 13 giờ cùng ngày, đoàn văn Phan đã mở cửa phòng, thúc thủ tra tay vào cổng. Khám xét nhanh trong căn phòng, cơ quan điều tra phát hiện, Phan đã có ý thức chống đối bằng cách giật đứt phích cắm TV nhằm dùng điện để đối phó công an. Lời khai rùng rợn Đây là chân dung kẻ đã ra tay với người tình bé bỏng rồi cúng suốt 3 ngày 3 đêm. Hắn ngồi vẹo người trên ghế vì bệnh trĩ hành hạ, những trận cờ bạc tới sáng, những đêm ăn chơi giặc dại khiến nhìn hắn không còn ra hình người. Nhưng điều này cũng chưa gây sợ bằng việc ngồi nghe hắn khai tội ác đã gây ra với người mà hắn luôn gọi là vợ mỗi khi nhắc tới. Đoàn văn phan cố gắng sắm một gương mặt thiểu não, ủ rột, thỉnh thoảng hắn lại nhếch mồm giả vờ khóc. Tôi yêu vợ tôi lắm, tôi thương vợ tôi lắm. Sáng hôm sau tôi còn mua bún lên cho vợ tôi ăn mà tôi gọi mãi vợ tôi không dậy. Và hắn liên tục thở dài, nhìn rất già tạo có cảm giác như xem diễn viên đóng cảnh bi lụy nhưng không đạt. Luôn nói đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhưng sau khi giết hại người tình một cách dã man, hắn mang xe của nạn nhân đi cắm lấy tiền đánh lô và rủ bạn bè đi hát karaoke tay vịn tới sáng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đoàn Văn Phan đã thừa nhận việc mình gây ra. Theo lời khai của đối tượng Đoàn Văn Phan, Phan nói rằng rất yêu chị Tuyết nhưng đang chuẩn bị làm đám cưới với nạn nhân. Chị Tuyết thường hát quan họ thuê trong các đám cưới lễ hội nhưng người đàn bà có nước da trắng ngần, giọng hát hay, fan chết đứ đử và tìm cách làm quen. Hoàn cảnh chị Tuyết khi đó khá đặc biệt. Chị chưa kết hôn lần nào nhưng có hai đứa con. Tất nhiên là không có ai ràng buộc. Nhưng Phan thì đang có vợ và hai đứa con hẳn hoi. Mối tình xét đánh kéo dài từ năm 2012. Biết rõ Phan là đối tượng nghiện ngập cơ bạc, gia đình chị Tuyết có ý ngăn cản. Nhưng đang ngấm say men tình, cả hai vẫn lao vào nhau, mặc kệ mọi người khuyên can. Ngày 6 tháng 9, Phan hẹn gặp chị Tuyết đi chơi, sau đó thuê nhà nghỉ ở với nhau. Sau khi ân ái đã đời xong xuôi, trong lúc tâm sự, Phan nghi ngờ chị Tuyết trước khi yêu hắn đã có người đàn ông khác nên ghen tuông. Lúc này Phan dùng tay bạt tài chị Tuyết. Sau đó Tuyết nói, anh giỏi anh lấy mạng em đi. Sau lời thách thức, Phan đã gây án bằng hai phát phang ghế. Nạn nhân im bặt từ lúc đó. Sau đó hắn đưa tay lên mũi thử thì thấy chị Tuyết không còn thở nữa hắn đắp chăn lên người chị tuyết lấy xe máy và điện thoại của chị này rồi đi ra khỏi nhà nghỉ ra như đoàn văn phan, phan thật thà khai nhận vì ghen tuông hắn đã không kiềm chế được bản thân thì ít ra hắn cũng còn đỡ bị dư luận cầm ghét nhưng đằng này hắn tìm đủ mọi lý do để biện minh lúc thì hắn nói do cả hai muốn chọn ngày ra đi cùng nhau vì bị ngăn cấm và em định lấy tiền thắng lô để gửi về hai bên gia đình lo tổ chức ma chay cho hai đứa nhưng thực tế thì sau khi cướp xe của chị Tuyết, hắn mang đi cắm chơi lô đề rồi nướng hết số tiền thắng vào trận karaoke đêm đó cùng với đám bạn và đám cà về. Ngay cả cái việc hắn quay lại nhà nghỉ vào sáng hôm sau, chẳng qua cũng là để cho chủ nhà nghỉ không nghi ngờ và loay hoay nghĩ cách đối phó, chứ chẳng phải yêu thương nuối tiếc gì chị Tuyết. Dưới đây là đoạn nói chuyện giữa Phan với phóng viên khi vừa nhìn thấy ông kính máy quay xuất hiện. Phan đã nhạch mồm kêu khóc, Em xin các anh, các chị cho em về thắp hương cho vợ em một lần. Trước anh làm nghề gì? Em làm thuê dưới tàu thuyền. Anh bỏ vợ từ bao giờ? Khi chưa đến với Tuyết thì vợ chồng em vẫn sống bình thường. Từ khi gặp Tuyết em mới quyết định bỏ vợ, ly hôn ngày 21 tháng 11 năm 2013. Nguyên nhân nào khiến anh sát hại chị Tuyết? Nguyên nhân là em và Tuyết đến với nhau bị ngăn cấm rất nhiều. Ảnh cưới chụp rồi mà không dám treo. Em chọn ngày 6 tháng 9 là ngày sinh của vợ để hai đứa được ra đi cùng nhau. Hôm đó bọn em cãi nhau vì quá khứ của Tuyết. Trước khi đến với em, Tuyết yêu người khác nên em hay ghen với người này. Sau đó em không kìm chế được nên quá tay. Anh nói muốn cùng chị Tuyết sao giờ vẫn ngồi đây. Em cũng định làm mấy lần rồi nhưng vì em còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Việc gì thế? Em còn nợ anh Thoại 300 triệu. Ai chứ nợ anh Thoại thì em phải trả. Em thế chấp mảnh đất của vợ chồng em. Để vay tiền chơi lô đề nhưng thua hết. Tổng cộng em còn nợ khoảng 600 đến 700 triệu gì đó toàn tiền vay để chơi cờ bạc. Anh nghiện cờ bạc từ bao giờ? Từ bé tí đã chơi rồi, hồi đi tàu càng chơi nhiều hơn, sóc đĩa, tá lả, lô đề, bóng bánh đủ hết. Chiếc xe của chị Tuyết anh cắm được bao nhiêu? Được 6,9 triệu, sau đó em đánh 200 điểm lô con 38 là số tuổi của bọn em. Em định trúng lô thì gửi về cho hai bên gia đình làm ma cho hai đứa, nhưng cuối cùng anh có gửi đâu. Em trả nợ một ít và trả tiền gốc, thừa ra dăm triệu đêm đó em đi uống rượu rồi đi hát cùng bạn bè, đến sáng mới về. Em còn mua bún lên cho vợ em ăn nhưng gọi mãi vợ em không dậy. Vừa gây án xong, mà anh vẫn có hứng hát hò à? Nghe nói đêm hôm sau anh vẫn đi hát mà. Vâng hôm sau em lại đánh 300 điểm lô còn 68 vài trúng, được bao nhiêu tiền em lại cùng bạn bè đi hát hết. Hôm thứ ba đánh con 16 thì thua nên không đi hát nữa. Hát như thế có gái không? có mỗi lần bọn nó gọi lên 4 đến 5 cô. Anh luôn nói yêu chị Tuyết và muốn được đồng quy vô tận cùng chị ấy. Cái này là em nói thật. Em bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con để đến với Tuyết. Đó là người em yêu thực sự. Em xin được tử hình càng sớm càng tốt. Em chỉ ân hận không được thực hiện lời hứa đi cùng một ngày với vợ. Giờ em chỉ muốn được về quỳ xuống bàn thờ xin vợ em tha thứ. Em đã từng một lần đi mua thuốc trừ sâu nhưng cửa hàng nói thuốc sâu trong kho. Sáng hôm sau mới bán. Sáng hôm sau thì em có nhiều việc quá. Anh có mấy ngày đi đi về về trong nhà nghỉ, thiếu gì lúc Tháp Hương mà bây giờ vào đến đây rồi lại muốn được về Tháp Hương. Phan im lặng. Anh thấy có lỗi với người vợ cũ và hai đứa con của mình không? Có, em đã giả chữ ký của vợ con em để cắm mảnh đất lấy tiền đánh bạc. Cũng lâu lắm rồi em không gặp các con và cũng không gửi cho vợ đồng nào nuôi con. Giờ đây khi tội ác của mình bị phanh phui, biết chắc mình sẽ phải chịu hình phạt cao nhất, nên hắn luôn miệng khóc lóc nói giờ em chỉ muốn được tử hình thật nhanh để có cơ hội xuống suối vàng tạ lỗi với vợ em tin là vợ em sẽ tha thứ cho em và chúng em sẽ bắt đầu lại từ đầu nghe mồm miệng những kẻ gây tội ác như thế này nói những lời ấy thật không biết để đâu cho hết giận hết hận cuối cùng trong tay đoàn văn phan chẳng có gì ngoài việc lĩnh án vì đã sát hại người tình đầu ấp tay gối mà hắn luôn gọi là vợ và nói rất yêu thương chỉ vì ghen tuông rồi mang xe của nạn nhân đi cắm lấy tiền ăn chơi và không hề động lòng dày dứt. Bạn muốn VKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù người tiếng mỗi ngày trên VKT.